Châu và Nhật Anh. Xin chào thầy cô và các bạn bác sơ thân mến. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình quen thuộc nhưng được thực hiện với một format mới, đó là chương trình quà tặng âm nhạc. Khi còn đi học trực tiếp thì đây là chương trình được phát sóng vào trưa thứ tư hàng tuần. Thông qua mỗi lá thư gửi cho chương trình là bao nhiêu lời chúc, lời động viên ý nghĩa gửi đến người mà mình yêu mến. Cùng với đó, chúng ta cùng thưởng thức các ca khúc ngọt ngào với bữa trưa ngon miệng nữa phải không mọi người? Để tiếp nối chương trình ý nghĩa là quà tặng âm nhạc, Minh Châu và Nhật Anh xin được gửi đến thầy cô và các bạn chương trình với format trực tuyến. Chúc thầy cô các bạn bữa tối ngon miệng và thưởng thức số đầu tiên của chương trình hôm nay nhé! Để mở đầu chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay, tiếp tục tuần lễ học tập hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chúng ta cùng đến với món quà đầu tiên được thầy Trương Văn Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Trung học cơ sở Vascan gửi đến cô Hoàng Thanh Tú và các cô giáo, các bạn nữ học sinh trường Trung học cơ sở Vascan kèm theo lời nhắn: chúc phái đẹp trường Vascan ngày 8 tháng 3 nhiều niềm vui, hẹn sớm gặp lại mọi người nhé! Sau đây là món quà của thầy, ca khúc Gửi Người Phụ Nữ Tôi Yêu được trình bày bởi các thầy giáo, các bạn nam sinh của nhà trường. Bây giờ cùng đến với ca khúc ngọt ngào này nhé! Những phút yêu thương của mẹ bấy lâu chẳng biết trong đêm bao nhiêu chỗ vừa, bằng những quan tâm của chị bấy lâu mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm. Nếu vâng em người em gái tôi thì ai sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vâng em người yêu bé nhỏ thì tim tôi sẽ thân cô đơn. Tàn phai ngày mưa nắng, hãy phủ trong những tối sương đêm lạnh. Gửi chi tôi nhớ cành mùa trong mai, nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió. Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lòng tin, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi cười. Gửi người tôi yêu tôi thì ai sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em người yêu bé nhỏ thì tim tôi sẽ thật cô đơn. Gửi mẹ đôi nhành lan trắng không cần phải ngày mưa nắng, hay dù trong những cối rừng đêm lạnh. Gửi chi tôi nhớ cành hoa trâm anh, nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió. Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tím, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi cười. Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng còn đong lại giọt sương sớm mai. Không tàn phai ngày mưa nắng, hay dù trong những tối sương đêm lạnh. Gửi chi tôi những cành hoa trâm anh, nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió. Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tím, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi cười. Người tôi yêu những đóa hoa hồng còn đồng lại giọt sương sớm mai.
Một ca khúc thật ngọt ngào được gửi từ các thầy giáo, các bạn nam sinh trường trung học cơ sở Pascal. Chúng ta cùng hy vọng sẽ sớm được đến trường trong thời gian tới nhé. Ca khúc tiếp theo, Love Yourself, được gửi từ một bạn pastor giấu tên đến các bạn là F0 đang nhiễm Covid với lời nhắn: chúc các bạn mau lành bệnh. Hy vọng sau khi nghe được lời chúc này, các bạn đang bị F0 lớp 9C nói riêng và trường Pascal nói chung sẽ có thêm động lực, tinh thần phấn chấn để vượt qua giai đoạn khó khăn và sớm được gặp nhau trong thời gian tới nhé. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Tiếp theo,
theo sẽ là một ca khúc thật nhẹ nhàng và ngọt ngào mang tên Niềm Vui Của Em, được gửi đến các cô giáo và các bạn nữ sinh trường Vascan. Chủ nhân của món quà này là thầy Nguyễn Thế Duật từ ban truyền thông với lời nhắn: chúc phái nữ trường trung học cơ sở Vascan luôn tươi trẻ, xinh đẹp và rực rỡ như ánh bình minh. Cùng thưởng thức ca khúc Niềm Vui Của Em với phần trình bày của ca sĩ Chan Laka nào. Dậy, mẹ lên dây, em đến trường cùng đàn chim hòa vang tiếng hát. Hạt sương long lanh nhẹ thấm trên vai, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười, đưa em vào đời đẹp những ước mơ, đưa em vào đời đẹp những ước mơ. Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ đến lớp bên ánh đèn, bạn làng em rộn vang tiếng hát. Niềm tin bao la mẹ viết trang đầu, vầng trăng lên cao trong sáng một màu. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đông đầy. Xinh tươi luôn hé môi cười, đưa em vào đời đẹp những ước mơ, đưa em vào đời đẹp những ước mơ. Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ đến lớp bên ánh đèn, bạn làng em rộn vang tiếng hát. Trang đầu vầng trăng lên cao trong sáng một màu. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đông đầy. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đông. Món quà tiếp theo được gửi đến từ bác sơ khối 6 giấu tên đến tất cả các bạn học sinh trường Vascan với lời nhắn: chúc các bạn bác sơ thi giữa kỳ 2 tốt nhé! Hẹn gặp lại ngày hiệp trực tuyến cùng nhau tham gia vào chương trình đặc sắc của Vascan School. Sau đây là món quà được mang tên Con Đường Tôi qua giọng ca của ca sĩ Trọng Hiếu. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy.
Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình. Yeah. Những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã, nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi. No. Ta cứ thế trôi qua cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Yeah. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó như trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Bỏ lại sau lưng những nghi ngờ khiến tôi chùn bước, để cho con tim dẫn lối tôi đi tìm. Một ngày tôi sẽ vượt qua chặng đường kia và đến chân trời đó tôi hằng mơ. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó như trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Now it's the time for me to raise my voice. Now it's the time to show you who I am. Dù cho ngày tháng còn đó như trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường là một món quà kịp thời từ Pastor K12, thành viên mới của ngôi nhà Baskan. Chúc các bạn học sinh khối 6 tiếp tục tỏa sáng trong các hoạt động của trường Baskan nhé! Minh Châu này, bạn có biết trong tháng 3 này, trường Baskan có một chương trình đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều các bạn học sinh và các thầy cô không? Không biết chương trình mà Nhật Anh nhắc đến có phải là chương trình tìm kiếm tài năng Baskan Got Talent không? Đúng vậy Minh Châu ạ, chương trình đã bắt đầu nhận đơn đăng ký, các bạn đã bắt đầu vào giai đoạn luyện tập. Và vật lý với các bạn, các tiết mục năm nay sẽ được nhà trường đầu tư thu âm, ghi hình để mang đến cho các bạn chất lượng chương trình tốt nhất. Wow, thật tuyệt vời! Các bác sơ ơi, hãy nhanh tay đăng ký và cho ra lo sản phẩm thật tâm huyết nhé! Và để cổ vũ, động viên các bạn, thầy Nguyễn Hoàng Nhật đã gửi đến các bạn học sinh trường Baskan ca khúc Sống như những đóa hoa, kèm theo lời nhắn, hãy tỏa sáng ở sân chơi Got Talent nhé! Và sau đây sẽ là ca khúc Sống như những đóa hoa với phần trình bày của ca sĩ Uyên Linh và Văn Mai Hương. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người, được sống thành thời. Sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ấp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn
thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này để ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Trên đồng xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa mỗi xa hương. Không là hoa của những buồn đau, tôi là hoa của những nụ cười. Cuộc sống của tôi yêu biết bao. Dù rằng tôi vẫn biết rằng gian khó đang chờ, rằng điều tôi bước tiếp con đường, rằng điều không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này, vì tôi yêu yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Thầy cô và các bạn thân mến, tháng 3 cũng là một tháng mà có một chương trình vô cùng hấp dẫn, đó là giải bóng đá nữ Basket. Nếu điều kiện cho phép thì trong tháng 3 này, các trận đấu hấp dẫn của giải đấu được tranh tài. Tuy nhiên, nếu không tổ chức được thì các passer cũng đừng quá nuối tiếc, vì chúng ta vẫn còn chương trình Basket Got Talent mà Minh Châu vừa nhắc ở bên trên phải không nào? Để cổ vũ, động viên tinh thần các nữ cầu thủ của chúng ta, thầy Phạm Minh Khôi, hiệu trưởng nhà trường đã gửi đến các bạn nữ một món quà kèm lời nhắn. Cảm ơn các bạn vì những khoảnh khắc tuyệt vời mà các nữ cầu thủ đã cống hiến trong các giải đấu. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Và sau đây sẽ là món quà của thầy, ca khúc Nối Vòng Tay Lớn qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và Thúy Khanh. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Đừng lũi giang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Một vòng Việt Nam, cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dòng tình người trong ngày mai, thành phố nối thôn xa vây vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Từ hoang vu Nam đôi liệt nằm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nằm tay nối liền. Xanh sông đẫm nơi lên một vòng tình sinh.
trong loài dừng tình người trong ngày mới thành phố nông thôn xa vời vời ngờ chết núi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi từ Bắc phố Nam đôi liền nằm tay ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nối liền biển xanh sông gấm nối liền một vòng tự sinh loại dừng tình người trong ngày mới thành phố nông thôn xa vời vời ngờ chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày dòng máu nối con tim đồng loại dừng tình người trong ngày mới món quà cuối cùng trong chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay là một ca khúc ngọt ngào được gửi đến từ bác sĩ thật đặc biệt, cô Hoàng Thanh Tú, cố vấn chuyên môn của nhà trường. Cô gửi đến thầy cô và các bạn bác sĩ với lời nhắn: cảm ơn các thầy cô Pascal vì luôn nỗ lực học tập, đổi mới sáng tạo trong dạy học. Cảm ơn các bác sĩ vì luôn nỗ lực học tập và lan tỏa yêu thương. Tình yêu thương trong ngôi nhà Pascal đã luôn là nguồn động lực rất lớn cho tôi trong cuộc sống này. Chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Cảm ơn tình yêu qua phần trình bày của ca sĩ Uyên Linh nhé. Làm yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm phút giây còn mây hết lên. Lời hát dây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm một giây còn bên lời hát tình yêu, và xin cảm ơn tình yêu. Lời hát xin cảm ơn tình yêu.
20 đó và 30 phút của chương trình đã trôi qua thật nhanh, với nhiều lời chúc chân thành và món quà ý nghĩa được gửi đến từ thầy cô và các bạn học sinh. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã nhiệt tình tham gia chương trình và gửi cho nhau món quà và lời chúc ý nghĩa. Chúc các bạn có lần thi giữa kỳ 2 thật tốt. Chúc các thầy cô, các bạn đang là F0 mau khỏe để sớm được đến trường nhé. Thầy cô và các bạn cũng đừng quên gửi lời nhắn và ca khúc đến địa chỉ email basuthietbascan@bascan.edu.vn hoặc nhấp vào đường link đăng ký trong phần bình luận của chương trình này. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau. Bye bye! Bye.